Chào tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại với Nghĩa Audio. Thì hôm nay thì em Nghĩa Audio xin giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn một cái sản phẩm. Đây là toàn bộ combo hàng mới hết anh em nhé. Ở đây hàng mới nguyên hộp, nguyên kiện và được nhập khẩu trực tiếp của công ty Bảo Minh. Đây là những sản phẩm hàng nhập khẩu của BM Audio. Với đầy đủ cho em chơi từ loa full, từ loa súp đến cục đẩy, 4 kênh, micro và vang, vang số anh em nhé. Thì toàn bộ đây nó sẽ là đồng bộ hết của một hãng, thì nó sẽ kết hợp với nhau để cho ra một cái chất lượng âm thanh cao nhất anh em nhé, cả về phần nghe nhạc và phần hát karaoke. Nó đồng bộ với nhau. Đây toàn bộ đây là hàng mới đập hộp hết anh em nhé. Một số hình ảnh hàng mới nguyên thùng thì em sẽ gửi tới anh em sau đây. Đấy. Còn combo này thì xin giới thiệu qua cho anh em chi tiết từng cái sản phẩm một anh em nhé. Đây em sẽ mở nhỏ một chút cho anh em dễ nghe nhá. Đây ở đây thì trong combo này nó sẽ sử dụng là một là cục đẩy hàng 4 kênh em nhá, với cái model của nó là DA666. Thì mỗi một kênh này thì nó công suất là 600W. Con này thì chạy class D anh em nhá, tiếng rất là sạch, đời cao, hiệu suất cao, tiếng rất là hay. Bên mà hai cái mặt này thì đều làm bằng inox anh em nhá, cực kỳ sáng bóng, nhìn rất là đẹp. Mặt thì màu nhôm, thì màu ghi xám kết hợp với màu trắng của inox, nó tạo nên một con đẩy rất là sang trọng. Núm thì đều được cắt CNC rất là tỉ mỉ nhé. Có màn hình hiển thị nhiệt độ, chế độ đánh và báo nhiệt độ từng kênh, rất là tiện lợi cho anh em sử dụng. Đèn nháy, đèn báo tín hiệu, đèn báo clips, protect đầy đủ hết anh em nhé. 4 kênh A, B, C, D. Một thứ hai nữa là bộ micro. Đây là hàng micro của hãng BMKTV 1902. Ôm model này thì mặt phay nhôm màu đen, đấy, rất là đẹp, cho nó sóng xa, tiếng khỏe, đều ba giải. Thì anh em rất là dễ hát karaoke, hát bắt mic nhạy. Đây là cái tai mic của nó anh em nhé. Đây, cầm rất là nặng, đấy, đầm chắc tay. Tất cả đều là hàng mới anh em nhé, bảo hành 12 tháng của hãng hết anh em ạ. Đấy, tiếng rất là hay. Đấy, tiếp theo đấy là một cái bộ xử lý mixer số, một con vang số, đấy, sử dụng cho karaoke và nghe nhạc rất là tốt. Con này thì nó có Bluetooth này, có cổng quang này, có cài app ở trên điện thoại Android này, có cổng USB này để nhận anh em nhá. MP3 Bluetooth này, có chống hú micro này, karaoke nhá, app này đầy đủ này. Có ba cái nút này sẽ chỉnh anh em chỉnh nhanh ở trên cái mặt vang này. Cổng kết nối USB. Vang thì màu đen kết hợp với màu nhôm trắng phay rất là đẹp. Đấy. Kết hợp vào này thì con vang này nó có tốc độ xử lý rất là nhanh. Phần mềm thì dễ dàng sử dụng cho anh em mới làm quen. Đấy, rất là hay. Đấy, rất là dễ dùng nha. Nó hiển thị các thông số ở trên cái màn hình ở vang đây. Đấy. Model của nó là KTV Lux 3 anh em nhá. Sản phẩm mới nhất luôn. Kèm theo cả một bộ quản lý nguồn. Con này là con CD238 được bán rất nhiều bên em. Thì các cái cổng dự CD238 này thì nó hơn những cái trên thị trường là cái chân rắc của nó được làm rất là khít nha anh em nhé. Lá đồng rất là dày, nên là cắm ra cắm vào nhiều nó không bị rơi tuột, cũng như là
lỏng lẻo ở chỗ cái cắm này. Đấy. Màn hình hiển thị rất là sắc nét này. Đấy. Có thể bật tắt từng kênh em nhé, bật tắt từng kênh bình thường. Đấy. Rồi tiếp theo đến là cặp loa. Cặp loa ở đây em sử dụng ở đây trong bộ combo này, đây là loa bát 30, hàng loa full anh em nhé, một bát một kèn, BM Audio, với một cái mã số của nó là con này là con hàng nhập khẩu thùng cân anh em nhé, nhìn rất là đẹp, sơn xi các thứ này. Đây model này anh em nhé, con này là con BM Audio L Max 412 bát 30, hàng nhập khẩu anh em nhé, công suất là 600W Max em nhé, Max 600W này. Thì công suất trung bình con này nó khoảng 400W anh em nhé, hoạt động liên tục, design Bảo Minh Technology, hàng nhập khẩu cho anh em nhìn những cái hậu máy nó rất là khôn nhá. Con kia một đôi, đó là một đôi loa 30 và một con súp này đó anh em nhé, con súp này là loa siêu trầm hơi bass 40, được đánh mâm bởi con đẩy này luôn. Thì em sẽ sử dụng là kênh A kênh B là đánh loa full này, kênh C đánh súp này, còn riêng kênh D này thì chưa sử dụng anh em nhé, vì con đẩy là 4 kênh. Kênh D thì anh em có thể kết hợp thêm một đôi loa lời nữa, hoặc là một đôi loa nhỏ nữa nếu mà gia đình anh em có chỗ mà rộng rộng một tí anh em nhé, anh em chơi. Đấy, nhìn rất là đẹp. Thì tổng cái combo này thì có trị giá là dưới 50 triệu em nhé, dưới 50 triệu anh em nào mà có nhu cầu về hàng mới, hàng bảo hành, hàng nguyên hộp, đầy đủ VAT cho anh em thì anh em có thể liên hệ đến Nghĩa Ru qua số điện thoại 0935 73743 anh em nhé. Sau đây em sẽ test một vài bản nhạc cũng như là karaoke trên cái bộ dàn này cho anh em cùng theo dõi nhé. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Anh em vận hành thì anh em chỉ cần bên em đã cài đặt setup đầy đủ hết cho anh em rồi thì anh em chỉ cần ấn một nút này đang bật nhá, thì nó sẽ tắt từng thiết bị một này. Đấy, lần lượt từng thiết bị một thôi, anh em không cần phải sử dụng nhiều những thao tác, chỉ cần sử dụng ấn một nút star đây, star tròn ở trên cái quản lý nguồn này em nhá, hay là nó sẽ tự động bật và tự động tắt từng thiết bị một khi kết nối lên. Đấy, bật bộ dàn lên anh em chỉ cần ấn một nút thôi. Đấy, rất đơn giản và nhẹ nhàng, dễ sử dụng anh em nhá. Đấy. Bây giờ nó làm những cái sản phẩm nó rất là dễ dùng và cho anh em càng ngày càng tối ưu hóa lên, cho anh em là rất là dễ dùng anh em nhé. Đấy, đây là khi thiết bị đã bật lên rồi. Đấy. Rồi, để anh em thử cho anh em xem nhé. Đây là một chiếc loa này. Đấy. Hai chiếc này. Súp rồi nhé. Đấy. Rất khỏe anh em nhé. Toàn bộ cái thông số sản phẩm nó đã được niêm yết ở trên website. Nếu anh em cần tư vấn thêm gì thì có thể liên hệ trực tiếp đến Nghĩa Ru anh em nhé. Sẽ báo giá nếu anh em muốn mua lẻ từng cái sản phẩm. Ví dụ nhà anh em đang có sẵn đẩy, sẵn vang rồi thì anh em muốn mua thêm mic, mua thêm vang, mua thêm đẩy, hoặc là mua thêm một thiết bị nào đấy thì có thể liên hệ trực tiếp để có giá bán lẻ từng thiết bị một cho anh em nhé.
một bộ mic này. Đây là hàng cao cấp hết anh em nhé, hàng nhập khẩu hết anh em nhé. Đây, ốc ở bên hông này đều là ốc lục giác hết nhá. Đây, tem này, logo này rất là sắc nét anh em nhé. Xin mời quý vị nghe một đoạn karaoke anh em nhé. Không lẽ loi không u sầu, nguyện cầu ta mãi.